Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin cuộc sống 24 giờ của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Hôm nay thứ năm ngày 26 tháng 10 năm 2017, tôi là Xuân Tú. Còn tôi là Thanh Huyền và bản tin cuộc sống 24 giờ ngày hôm nay của chúng tôi sẽ có một số nội dung nổi bật sau đây. Xả súng tại trường đại học Grambling State ở bang Louisiana của Mỹ khiến hai người thiệt mạng. Chưa thể có biện pháp hiệu quả để xóa bỏ tình trạng người lang thang ăn xin ở thành phố biển Nha Trang. Câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay xung quanh đề xuất công chức ở thành phố Hồ Chí Minh không được mặc quần jean, áo thun, hay nữ giới nếu mặc váy thì phải dài qua đầu gối và không được mặc áo sát nách. Tại Mỹ, người di cư từ 11 quốc gia đang đối mặt với các rào cản mới từ chính quyền của ông Donald Trump. Giới chức Mỹ thông báo đã xảy ra một vụ xả súng trong khuôn viên trường đại học Grambling State ở bang Louisiana rạng sáng 25 tháng 10, khiến một sinh viên và bạn của người này thiệt mạng. Vụ xả súng xảy ra bên ngoài khu ký túc xá đại học Grambling State ở phía bắc bang Louisiana. Người phát ngôn của trường Winston cho biết các nạn nhân được xác định gồm sinh viên Earl Andrew, 23 tuổi, và bạn của anh này, không phải là sinh viên trong trường, cùng 23 tuổi. Cả hai nạn nhân đều ở Farmerville, bang Louisiana. Ngoài hai nạn nhân trên, không có ai bị thương trong vụ việc. Một nguồn tin cho biết vụ xả súng xảy ra sau một vụ cãi lộn ở một trong các khu ký túc xá của trường. Sau vụ việc, thủ phạm đã rời khỏi hiện trường và hiện vẫn đang lẩn trốn. Hiện cảnh sát đang điều tra nguyên nhân vụ việc, trong khi các hoạt động tại trường Grambling State vẫn diễn ra bình thường. Với 415 phiếu thuận và 2 phiếu chống, Hạ viện Mỹ vào ngày 25 tháng 10 đã thông qua dự luật tăng cường trừng phạt Triều Tiên liên quan đến chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng, đồng thời tôn vinh Otto Warmbier, công dân Mỹ qua đời sau khi bị Triều Tiên bắt giữ. Dự luật kêu gọi Bộ Tài chính Mỹ phong tỏa các tài khoản tại Mỹ của những cơ quan tài chính và công ty làm ăn với Bình Nhưỡng, bao gồm việc thuê các lao động Triều Tiên ở nước ngoài. Trước đó, dự luật đã được Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Mỹ nhất trí thông qua hồi đầu tháng này. Cùng ngày, thì 16 nghị sĩ thuộc Ủy ban Đối thoại Hạ viện Mỹ đã gửi một lá thư tới Ngoại trưởng nước này Rex Tillerson, trong đó kêu gọi ông Tillerson sử dụng quyền hạn của người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ để đưa Triều Tiên trở lại danh sách các quốc gia bảo trợ khủng bố. Trong một diễn biến khác liên quan, Hải quân Mỹ cho biết tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Theodore Roosevelt cùng với nhóm tác chiến đi cùng đã tới khu vực châu Á-Thái Bình Dương do hạm đội 7 của lực lượng này phụ trách. Bà Meral Akşener, từng giữ chức Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ và Phó Chủ tịch Quốc hội, vừa thành lập một đảng mới với hy vọng đối đầu với Tổng thống Tayyip Erdogan trong cuộc bầu cử dự kiến vào năm 2019. Chính khách 61 tuổi này đã thành lập một đảng theo đường lối trung hữu có tên là Đảng Tốt Đẹp tại Ankara, cùng với một nhóm các nghị sĩ đã rời khỏi Đảng Phong trào Dân tộc Chủ nghĩa, viết tắt là MHP vào năm nay. Những người này đã phản đối việc MHP ủng hộ ông Erdogan trong một cuộc trưng cầu ý dân tăng cường quyền lực cho Tổng thống. Bà Meral Akşener là nữ bộ trưởng nội vụ đầu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ. Bà giữ chức vụ này trong 2 năm 1996-97, cho tới khi chính phủ lúc bấy giờ, một liên minh Hồi giáo bảo thủ bị phế truất dưới áp lực của quân đội. Mới đây, các đại biểu châu Âu đã bỏ phiếu thông qua một nghị quyết về loại trừ chất glyphosate với 355 phiếu thuận, 204 phiếu chống. Với việc yêu cầu loại trừ chất glyphosate trong toàn châu Âu trong vòng 5 năm tới, Nghị viện châu Âu đã gây áp lực lên Ủy ban châu Âu EC và các nước thành viên một ngày trước cuộc bỏ phiếu về chất diệt cỏ gây tranh cãi này. Nghị quyết này không có giá trị ràng buộc trên thực tế, nhưng nó có giá trị gióng lên hồi chuông cảnh báo. Việc Nghị viện châu Âu bỏ phiếu thông qua nghị quyết nhằm hưởng ứng hành động thu thập tới 1,3 triệu chữ ký của công dân kèm một đơn khởi kiện được gửi đến Ủy ban châu Âu để yêu cầu cấm sử dụng chất glyphosate. Ngoài việc sử dụng ủng hộ cấm hoàn toàn việc sử dụng loại hóa chất trên vào cuối năm nay, các đại biểu cũng kêu gọi những biện pháp trợ giúp cần thiết đối với nông dân trong quá trình chuyển đổi sang một nền nông nghiệp không glyphosate, một loại chất diệt cỏ đang được sử dụng nhiều nhất tại châu Âu. Cảnh sát thành phố Honolulu ở bang Hawaii có thể xử phạt đến 99 đô la Mỹ với người đi bộ sử dụng thiết bị di động khi qua đường. Với luật có hiệu lực từ ngày 25 tháng 10 thì Honolulu trở thành thành phố lớn đầu tiên của Mỹ cấm đi bộ sao nhãng nhằm tăng cường an toàn giao thông đường bộ.
Theo đó, người bị vi phạm lần đầu có thể phạt đến $35, lần thứ hai đến $75 và từ lần thứ ba là đến $99. Lệnh cấm của Honolulu được ban hành trong bối cảnh các thành phố lớn trên thế giới vẫn nan giải bảo vệ những người đi bộ sử dụng điện thoại trên đường khỏi bị tai nạn. Hội đồng An toàn Quốc gia vào năm 2015 đã bổ sung đi bộ sao lãng vào danh sách các nguy cơ gây thương tích và cảnh báo người Mỹ nguy cơ này đang gia tăng. Nhiều thành phố khác, gồm Stanford ở bang Connecticut, dự tính ban hành các lệnh cấm tương tự Honolulu. Môi trường sống bị ảnh hưởng bởi không khí ô nhiễm, khói bụi do xây dựng, khí thải xe hơi, xe máy, chất thải nhà máy, làm gia tăng các bệnh về đường hô hấp và bệnh tai mũi họng. Đặc biệt là theo các bác sĩ ở Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn, tỷ lệ người bệnh dị ứng, hen phế quản tăng cao. Điều đó đồng nghĩa là tăng nguy cơ ung thư về mũi và họng. Cụ thể, mỗi năm Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn có khoảng hơn 3.000 bệnh nhân đến phẫu thuật điều trị các bệnh liên quan đến tai mũi họng. Thống kê mới đây của ngành y tế cho thấy có khoảng 49% dân số mắc các bệnh viêm nhiễm mũi họng, trong đó viêm xoang chiếm khoảng 25-30% tổng số các bệnh nhân đến khám tai mũi họng. Viêm họng, viêm VA cấp là bệnh nằm trong số 10 bệnh mắc cao nhất ở Việt Nam. Đặc biệt, ô nhiễm không khí trong nhà và tại nơi làm việc có thể làm tăng nguy cơ ung thư về mũi, họng nếu như thường xuyên hít phải. Trong đó, đối tượng dễ bị dị ứng và hen phế quản ngày càng nhiều là người già và các em nhỏ. Tính từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai liên tiếp xảy ra tình trạng sạt lở gây thiệt hại lớn về tài sản của người dân. Mới đây, tại hai xã là Phú Sơn và Hố Nai Ba, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, bất ngờ xuất hiện sạt lở, làm 7 căn nhà đổ sập. Trong đó, nghiêm trọng nhất là khu vực ven quốc lộ 1A. Hiện quanh đây, sạt lở vẫn đang có dấu hiệu lan rộng. Gần một tháng qua, người dân phải sống trong cảnh nơm nớp lo sợ khi vực thẳm cứ như đang trực chờ bên dưới móng nhà. Ven quốc lộ 1A đoạn qua ấp Thái Hòa, xã Hố Nai Ba. Nhiều ngôi nhà liền kề bỗng trong tình trạng khóa cửa ngoài, bụi bám một lớp dày như không người ở. Có căn còn gắn biển bán nhà. Người dân cho biết kể từ khi xảy ra vụ sạt lở làm đổ sập hai căn nhà và xoáy sâu vào móng của gần 10 căn nhà khác xung quanh, một số gia đình đã bỏ của chạy lấy người. Để ra được vị trí sạt lở, phóng viên được người dân dẫn đi bằng lối của một tầng hầm. Bên cạnh căn nhà đang được xây kiên cố, dần hoàn thiện là một đống đổ nát, cũng là hiện trường hai căn nhà đổ sập sau đợt mưa lớn vừa qua. Nó không kéo thôi, nó đã kéo thì cứ mất tiền tỷ. Còn tiền tỷ vứt đây chứ còn không thể gỡ được. Còn đêm hôm, nếu mà không may đêm hôm mà nó sập trong cái tính mạng con người sẽ đi bằng mấy mạng chứ không phải đi một mạng. Vì nhà xây kiên cố rồi nó sập xuống, nó đúng như một cái bẫy rồi. Nói chung là những hộ dân ở đây thật sự rất là lo lắng luôn chứ không phải là không lo lắng. Nhất khi ăn không ngon ngủ không yên, nhiều lúc đó, những đêm có những trận mưa lớn nó không dám ở trong nhà nữa vì không biết là nguy cơ nó sập nhà lúc nào. Hồi trước cái nhà ở xã nói là bên cục đường bộ làm 50 mét nhưng mà người ta đâu có làm đâu có nhiều mét đâu. Thì không biết là giờ làm sao nữa, mà làm thì cũng không có chắc chắn mấy, mà làm hình như là làm sơ sơ à, bởi bây giờ nó mới bể đó. Một mình trông coi cửa hàng, chị Nguyễn Thị Trang không khỏi lo lắng. Mua nhà vào tháng 3 năm 2017 hơn 2 tỷ đồng, tưởng chừng cuộc sống đã yên ổn, thì giờ đây, khi đang ở những tuần cuối của thai kỳ, chị phải thuê phòng trọ nơi khác để ở. Bởi căn nhà tưởng chừng kiên cố này, bên dưới móng lại là vực thẳm và có thể đổ sụp bất cứ lúc nào. Giờ đây, ngay cả đất cũng được che chắn cẩn thận. Một gia đình đã dùng tấm bạt che khoảng đất sau nhà, nhằm tránh nước mưa thấm đất dẫn đến sạt lở xuống suối. Nguyên nhân được xác định là do nước từ cống ngang này đổ về. Tuy nhiên, đường cống quá ngắn khiến nước xả ra phần đất của người dân, gây xói mòn. Ngoài ra, độ chênh từ mặt đường đến đáy dòng chảy cao khoảng 18-20 mét, khiến sạt lở khu vực hạ lưu cống. Nước xong nó tràn vào nhà, cái mưa kiểu nó không còn, chứ nó tràn vô, xong từ hôm đó thì cứ chạy lên chạy xuống ống cống này. Thế năm đấy giờ bệnh luôn, đâu có trong đêm là không ngủ được nữa. Cứ nằm sợ là mưa lớn quá rồi nó sập nhà con cái mình nó chết sao. Đó thì lo lắng quá, giờ bệnh mấy ngày hôm nay mới bò dậy ra ngoài đây ngồi được đấy. Vất vả lắm, tại vì mỗi tháng em thấy không, tình hình giờ kinh doanh nó cũng ảm đạm thế không. Mà mỗi tháng mình trả ngân hàng cả 20 triệu rồi. Thì còn mình còn phải con cái ăn uống học hành xong rồi tiền đủ thứ tiền chứ phải đâu. Thì hôm qua có mấy nhân viên ở xã người ta xuống thôi.
rồi sáng nay thì có ở chắc trên cục người ta xuống. Xuống để làm gì ạ? Xuống để khảo sát xem tình hình nó như thế nào đấy. Có nghĩa là mới bị ở muốn được khảo sát thôi mà chưa có cái đúng đúng chưa có ý kiến thì cũng đến hỏi những ý kiến người dân ở đây rồi người ta ghi nhận rồi người ta cũng về thôi. Theo phòng quản lý đô thị huyện Trảng Bom, hiện các đơn vị liên quan đang tiến hành khảo sát khu vực sạt lở. Và khi mà những báo cáo, phương án giải quyết vẫn đang được các cơ quan chức năng tính toán cẩn thận, thì tính mạng, tài sản của những hộ dân ở nơi đây bị đe dọa mỗi ngày. Và trách nhiệm sẽ thuộc về ai nếu những ngày tới, sạt lở diễn biến phức tạp hơn và không may gây thiệt hại về người. Thông tin học phí đại học mỗi tháng sẽ từ 2,05 đến 5,05 triệu đồng một sinh viên tùy vào nhóm ngành đào tạo. Tính theo năm học, 10 tháng sẽ tương đương là 20,5 đến 50,5 triệu đồng một sinh viên. Nhiều ngày nay đang khiến phụ huynh và sinh viên hoang mang. Tuy nhiên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã bác thông tin này. Ông Trần Tú Khánh, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng dự thảo nghị định quy định cơ chế tự chủ của cơ sở giáo dục đại học công lập. Ngày 8 tháng 6 năm 2017 đã trình Chính phủ dự thảo nghị định lần 2. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, trong dự thảo mới nhất này không có nội dung về khung học phí của các cơ sở giáo dục đại học công lập như một số báo đã đưa tin trong những ngày qua. Hiện dự thảo nghị định đang được Chính phủ xem xét theo thẩm quyền. Sau khi Chính phủ ban hành nghị định thì Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ cung cấp thông tin đầy đủ. Việc một số báo đưa tin về mức học phí dự kiến đối với các nhóm ngành đào tạo đại học từ năm 2017-2018 đến năm học 2020-2021 là căn cứ vào dự thảo lần 1 do Bộ Giáo dục và Đào tạo trình Chính phủ từ ngày 8 tháng 9 năm 2016. Thông tin này chưa được các báo cập nhật kịp thời. Nối tiếp thành công của năm trước, lễ hội thời trang và âm nhạc 2017 vừa mang đến cho khán giả thủ đô một không gian với âm thanh ánh sáng hiện đại, lấy ý tưởng từ 7 sắc màu đại diện cho 7 phong cách của giới trẻ hiện nay. Chương trình đã thu hút hơn 30.000 khán giả đến tham dự, quy tụ dàn ca sĩ nổi tiếng cùng 12 nhà thiết kế và 70 người mẫu đình đám. Lễ hội thời trang và âm nhạc là nơi tập hợp của những bản hit đình đám nhạc Việt. Tóc Tiên mở đầu chương trình với hai ca khúc Hôm nay tôi cô đơn quá và Walk Away. Sự kết hợp của các cặp đôi như Subin Hoàng Sơn và Lê Hiếu, Trúc Nhân và Min, Mỹ Tâm cùng Olisi, Miu Lê và Min đã khiến khán giả vỡ òa và vỗ tay không ngớt. Xen kẽ trong các tiết mục ca nhạc là 200 mẫu trang phục đến từ 12 nhà thiết kế Kenly Bùi, Võ Công Khanh, Trương Thanh Long, Anna Võ, Hà Nhật Tiến, trong đó có những người đẹp đang được chú ý như Lan Khuê, Hoàng Thủy, Mâu Thủy, Trang Phạm. Mỹ Tâm xuất hiện cuối cùng của chương trình trong liên khúc Mãi Yêu. Hàng ngàn khán giả đã cùng hòa giọng cùng nữ ca sĩ trong những sáng tác quen thuộc như Yêu Dậy Khờ, Mãi Yêu. Trước đó, lễ hội thời trang và âm nhạc đã được diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Ra mắt hoành tráng và thành công rực rỡ, show diễn hoành tráng trong năm Bé Chịu Chơi đã gây ấn tượng mạnh đối với hàng trăm khán giả ở thành phố Hồ Chí Minh và mới đây là Hà Nội. Bên cạnh sân khấu hoành tráng thì phần dàn dựng đặc sắc, vở nhạc kịch còn hấp dẫn người xem bởi đề tài lấy từ thực trạng xã hội hiện nay, đó là vấn đề chạy show trong học thêm dạy thêm. Với những nội dung đề cập tới vấn đề nhồi nhét, căng thẳng lịch học khiến nhiều em học sinh phải học càng nhiều càng tốt, từ các môn văn hóa đến ngoại khóa, năng khiếu, khiêu vũ, ba lê, múa dân gian, khiến các em chẳng còn thời gian vui chơi thư giãn. Đặc biệt, nhiều em từ trường về nhà chưa kịp ăn uống nghỉ ngơi đã phải tiếp tục chạy show đến các lớp khác cho kịp giờ. Qua đó, vở nhạc kịch Bé Chịu Chơi còn thể hiện thực tế cho thấy có không ít các bậc phụ huynh vì muốn khoe con nở mày nở mặt nên đã ép con cái phải học nhiều môn dù các em không thích. Với vở nhạc kịch này thì nhiều khán giả đã được khám phá cuộc phiêu lưu của những em bé, đồng thời là dịp để các bậc cha mẹ và con cái thấu hiểu nhau hơn, từ đó giúp các em có được những giờ phút vui chơi thoải mái và sống đúng với lứa tuổi. Được biết, sau khi được ra mắt ở tại thành phố Hồ Chí Minh, vở nhạc kịch Bé Chịu Chơi đã đến với khán giả thủ đô Hà Nội, sắp tới là vào các ngày 28 và 29 tháng 10. Đã 20 năm kể từ khi Pokemon, một trong những series hoạt hình ăn khách nhất mọi thời đại, lên sóng. Vào tháng 11 tới đây, phiên bản điện ảnh của loạt phim này sẽ chính thức được trình làng với các tín đồ điện ảnh trên toàn thế giới, đặc biệt là với những ai vẫn luôn yêu mến cặp đôi Satoshi, Pikachu. Ở các rạp trên toàn quốc từ ngày 10 tháng 11,
Theo đó sẽ có hai phiên bản lồng tiếng và phụ đề với sự tham gia của hai nhân vật đặc biệt Hoàng Yến Chibi và Jun Phạm, mang đến sự mới mẻ cũng như gần gũi với các fan của bộ dương hình này. Bài tròi dân gian là một loại hình sinh hoạt văn hóa dân gian diễn xướng độc đáo của người dân Khánh Hòa từ bao đời nay. Tuy nhiên, hiện số lượng nghệ nhân biết hô hát bài tròi trên địa bàn tỉnh đang ngày một ít đi. Để bảo tồn, bên cạnh việc đưa bài tròi xuống phố đến với người dân và du khách, Trung tâm Văn hóa tỉnh Khánh Hòa còn đưa bộ môn nghệ thuật truyền thống này vào trong trường học. Qua đó, góp phần gìn giữ và phát huy nghệ thuật bài tròi, đồng thời làm giàu thêm kiến thức văn hóa truyền thống cho học sinh. Sự nhân ái vừa lạ lẫm, vừa thích thú, bỡ ngỡ là cảm giác của các em học sinh trường Trung học cơ sở Trần Phú, thị xã Ninh Hòa khi lần đầu tiên được tiếp cận và tìm hiểu về bộ môn nghệ thuật bài tròi. Các nghệ sĩ đã mang đến giới thiệu một trích đoạn ca kịch bài tròi Lưu Bình Dương Lễ. Qua những lời hô dí dỏm đặc sắc, sáng tạo của nghệ sĩ cùng những bộ trang phục đầy màu sắc đã giúp các em học sinh hòa mình vào sức hút mạnh mẽ của nghệ thuật bài tròi dân gian. Nay được đoàn Trung tâm Văn hóa tỉnh Khánh Hòa về biểu diễn cho tụi em nghệ thuật bài tròi thì em càng thích hơn. Và em mong là sau này thì nghệ thuật bài tròi sẽ được đưa vào trường học, sẽ áp dụng vào các tiết học âm nhạc của trường để cho các bạn hiểu biết thêm về các nghệ thuật của văn hóa của nước ta cũng như là nghệ thuật bài tròi. Đây là năm thứ hai, chương trình sân khấu học đường với nghệ thuật bài tròi dân gian được Trung tâm Văn hóa tỉnh Khánh Hòa triển khai. Trong tháng 10, Trung tâm Văn hóa tỉnh đã tổ chức giới thiệu bài tròi tới học sinh và giáo viên của 12 trường trung học cơ sở trên địa bàn các huyện Vạn Ninh, Diên Khánh, Cam Lâm, thị xã Ninh Hòa, thành phố Cam Ranh và thành phố Nha Trang. Cuối năm nay khi mà bộ môn bài tròi được UNESCO công nhận là di sản phi vật thể của nhân loại thì cũng tổ chức tiếp những cái sân khấu hóa học đường về bài tròi cho các em để các em có thể biểu diễn, các em có thể tự biểu diễn ở trong những cái buổi sinh hoạt ngoại khóa cũng như của các chuyên đề hoặc là nhỏ hơn là hình thức thảo luận ở trước lớp. Chính giáo viên âm nhạc của nhà trường lại đưa toàn bộ kiến thức đó trở lại với học sinh. Khi các cháu nhận diện được rồi thì các cháu được tiếp cận thông qua giáo viên âm nhạc, bởi vì là trung tâm không thể quay lại được nữa. Mà ở tỉnh Khánh Hòa biết bao nhiêu trăm trường cấp 2 như thế. Và cuộc đời các cháu chỉ được một lần tiếp cận và không bao giờ trở lại được nữa. Vậy thì biện pháp tốt nhất là sau khi cho các cháu thấy xong, nhận diện được xong thì chính giáo viên của nhà trường làm nhiệm vụ tiếp tục thứ hai, đó là truyền dạy cho các cháu các cái làn điệu dân ca dân vũ. Đưa bài tròi vào trường học đến với thế hệ trẻ là một trong những biện pháp hữu hiệu để góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Tuy nhiên, ngành văn hóa cần có những chiến lược cụ thể bằng việc khuyến khích các trường thành lập câu lạc bộ bài tròi để tổ chức sinh hoạt ngoại khóa, phối hợp với ngành giáo dục, đưa bài tròi trở thành một chuyên đề chính trong các giờ học ngữ văn, âm nhạc. Có như vậy, nghệ thuật bài tròi mới được gìn giữ và phát huy nhiều hơn. Nghề trồng đấm không chỉ mang lại thu nhập đáng kể cho người dân ở nhiều địa phương, mà nghề trồng đấm còn giúp cho người Việt đang phát triển ở nhiều nước trên thế giới. Với sự nhạy bén trong kinh doanh thì những người Việt tại Canada đã xây dựng và phát triển thành công những nông trại nấm ở nhiều nơi tại đây. Và nghề trồng đấm đã giúp cho nhiều người dân Việt Nam tại nước ngoài có cuộc sống ổn định hơn. Chị Nguyễn Thị Thu quê ở Kiên Giang, làm việc tại nông trại nấm thuộc công ty Cham Mushroom, thành phố Abbotsford, bang British Columbia, Canada đã nhiều năm. Công việc của chị bắt đầu từ 2 giờ sáng. Chị lựa chọn những cây nấm đến tuổi thu hoạch để cắt và phân loại nấm theo những tiêu chuẩn riêng về kích cỡ của công ty. Với chị Thu và nhiều nhân viên Việt Nam tại đây, công việc này khá dễ dàng. Vô đây bà chủ này bà cũng dẫn, cũng như là chỉ nấm này mình cắt làm sao, mình trừ làm sao vậy đó. Không có gì dễ lắm, ý gì lắm. Tại vì bây giờ Việt Nam của mình bây giờ cũng hay qua đây làm đó em. Hệ thống trồng nấm tại Cham Mushroom và nhiều trang trại nấm của người Việt tại Canada sử dụng công nghệ hiện đại từ Hà Lan. Tuy nhiên, để cây nấm phát triển tốt, không bị sâu bệnh, cần có sự theo dõi, kiểm tra thường xuyên các yếu tố về độ ẩm, nhiệt độ, ánh sáng. Người đảm nhiệm công việc này ở trang trại cũng là một người Việt. Là mình phải theo dõi cái nhiệt độ, cái độ ẩm,
với cái lượng nước để mình giữ cho nó đúng, tại mình tưới nước nhiều quá thì nó sẽ bị hư, bị ngập, bị thối đi. Mình tới mình thăm nó, mình vô phòng mình check up, giống như mình coi thăm nó thường xuyên, mình bám sát nó chút. Đối với những người Việt mới đến Canada lại chưa thông thạo ngoại ngữ thì làm việc trong các nông trại nấm được xem là lựa chọn tốt, do công việc không yêu cầu cao về kinh nghiệm, trình độ mà mức thu nhập lại ổn định. Cái này mình ăn sản phẩm có một tháng cỡ trung bình cỡ 3.000 mỹ. Nói chung là đủ trang trải. Cái farm nấm của Tony Chi Mai mà có được nhiều việc làm cho người Việt mình ở đây đó. Đây làm nấm này nó tốt cái là người ta ăn sản phẩm thì ra thấy tốt tức thì nó cũng phù hợp cho cái một số người Việt ở đây sinh hoạt á. Nghề trồng nấm tại Canada hiện đang nằm trong danh sách những ngành nghề thiếu hụt nhân lực. Vì vậy, đây chính là cơ hội nghề nghiệp cho nhiều lao động nhập cư Việt Nam. Mặc dù thực hiện nhiều biện pháp để hạn chế và tiến tới là xóa bỏ hiện trạng người ăn xin lang thang ở một số thành phố lớn, tuy nhiên tình trạng người ăn xin vẫn tái diễn. Với lý do bản thân không có việc làm ổn định nên lang thang đi ăn xin. Cũng chính vì thế mà nhiều người lang thang xin ăn khi được trả về địa phương thì chỉ sau một thời gian ngắn là lại tái hành nghề. Đây là một trong những trở ngại đối với rất nhiều địa phương, ghi nhận sau đây ở tại thành phố Nha Trang của tỉnh Khánh Hòa. Chị Võ Thị Thanh, quê ở Hà Tĩnh, là một trong những đối tượng lang thang xin ăn đang được lưu nuôi tạm thời tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Khánh Hòa. Thế nhưng chị Thanh đã 3 lần bị phát hiện hành nghề ăn xin và bị triệu tập về lại trung tâm. Học hành không học tới lớp 7 nghỉ à. Thằng bố mẹ ly hôn nhau xong vào Sài Gòn đi làm ăn. Trong Sài Gòn làm ăn cũng được mấy cũng được 5 năm á, xong đi ra Nha Trang chơi. Trang chơi quen một người quen được bạn á. Xong lỡ sinh bầu người ta bỏ. Bỏ xong không biết làm gì để đi xin ăn. Số là cái đối tượng lang thang xin ăn nhưng mà cái hoàn cảnh của họ hết sức là khó khăn. Tự vì về địa phương thì không có việc làm, rồi gia đình khó khăn, cha mẹ, người thân thì ly tán, mỗi người mỗi nơi, rồi anh chị em thì người nào lo việc đấy, cho nên là họ hay tái diễn cái hành vi lang thang xin ăn. Theo thống kê của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Nha Trang, sau hơn một năm triển khai đề án, Nha Trang không người lang thang xin ăn đã triệu tập trên 300 lượt đối tượng lang thang xin ăn. Trong đó có những đối tượng tái hành nghề lần 2, lần 3. Hiện nay, việc triển khai đề án còn gặp phải những khó khăn như các đối tượng lang thang xin ăn hoạt động trá hình dưới nhiều hình thức. Đối tượng nó đối phó với cơ quan chức năng là lợi dụng những hành vi như là bán vé số, bán kẹo xin gom hoặc đánh giày hoặc là dưới nhiều hình thức khác. Trong khi đó là biện pháp chế tài mà xử lý những trường hợp này thì không có. Cho nên là rất khó cho việc đội 524 thực hiện nhiệm vụ. Để đạt được mục tiêu đến năm 2020, Nha Trang không còn người lang thang xin ăn, cần sự vào cuộc mạnh tay của các cấp chính quyền và người dân. Xử lý nghiêm với các đối tượng tái hành nghề. Song song với đó, các địa phương cần quan tâm, hỗ trợ, định hướng cho các đối tượng học nghề, tìm kiếm việc làm, tái hòa nhập cộng đồng. Học nhiều lắm. Mở đầu chuyên mục điểm báo ngày hôm nay là một bài viết đăng tải ở trên trang 3 của báo Lao Động, phát hiện thêm một vụ viên phạc ma thứ hai lập công ty ma bán thuốc ung thư giả. Trong khi phiên tòa xét xử lãnh đạo công ty VN Phạc Ma với nghi án thuốc ung thư H Capita 500mg chữa ung thư là thuốc giả đang diễn ra thì ở tại Hà Nội, một vụ VN Phạc Ma nữa mới bị phát hiện. Ngày 24 tháng 10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ PC46, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Công Doanh, sinh năm 1981, trú ở tại Hoàng Mai, Hà Nội để điều tra về hành vi buôn bán hàng giả, trong đó nhiều mặt hàng là thuốc chữa ung thư. Nguyễn Công Doanh là đối tượng buôn bán các loại thuốc điều trị ung thư, thực phẩm chức năng, hỗ trợ điều trị ung thư không có nguồn gốc, được dán nhãn là Vidatos. Và đây là một sản phẩm của công ty dược phẩm Labiofarm, thương hiệu nổi tiếng của Cuba, để trục lợi hàng trăm triệu đồng từ những bệnh nhân ung thư. Chuyển sang bài viết đăng tải trên trang 5 báo Nông thôn ngày nay với nhan đề Miền Tây rúng động vì liên tiếp vỡ hụi.
Hiện nay nhiều người dân ở các xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang đang lâm vào tình cảnh điêu đứng vì chủ hụi là bà Dương Thị Mỹ Trang, 49 tuổi, tại ấp Trường Thọ, vợ của một cán bộ xã Trường Long Tây tuyên bố vỡ hụi với số tiền 6 tỷ đồng, bước đầu xác định được 69 người tham gia. Nhiều hộ dân ở huyện Chợ Mới An Giang thì cũng đang hoang mang và mang đơn đi khắp các cơ quan ban ngành tố cáo bà Nguyễn Thị Nhung, vợ ông Võ Thanh Hải, lúc còn làm phó bí thư thường trực Đảng ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Mỹ An, tổ chức hàng chục dây đường dây hụi khoảng 120 người chơi để lừa đảo trục lợi. Theo Ủy ban Kiểm tra huyện Chợ Mới, bà Nhung thiếu các hụi viên trên 10 tỷ đồng. Ngoài ra thì còn tại Vĩnh Long, ông Huỳnh Thanh Tải khi là cán bộ Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Thuận đã trực tiếp đứng tên cùng vợ mình tổ chức nhiều dây hụi trên địa bàn xã và ở xã Nguyễn Văn Thành với số hụi viên tham gia lên tới hàng trăm người, trong đó có cả những cán bộ đang công tác cùng cơ quan. Hiện vợ chồng ông Tải đã ôm số tiền lên đến gần 9 tỷ đồng bỏ trốn khỏi địa phương. Hộ khẩu sắp hết thời, nhan đề bài phản ánh đăng tải ở trên trang 2 của báo Thanh Niên. Bộ Công an cho biết là chậm nhất đến đầu năm 2019, công dân khi làm thủ tục hành chính sẽ không cần phải mang theo sổ hộ khẩu, giấy khai sinh mà chỉ cần cung cấp 3 thông tin chính là họ tên, mã số định danh cá nhân và chỗ ở là sẽ giải quyết được. Sau nhiều lần trễ hẹn, đầu tháng 11 tới thì Bộ Công an sẽ tổ chức hội nghị triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, gọi tắt là cơ sở dữ liệu quốc gia. Sau hội nghị sẽ tiến hành nhập dữ liệu thông tin của hơn 90 triệu công dân Việt Nam vào hệ thống công nghệ thông tin gồm một máy chủ ở tại Hà Nội, một máy chủ ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Cùng với đó thì một hệ thống đường truyền tốc độ cao, các thiết bị kỹ thuật được trang bị tới tận 63 tỉnh, thành phố, 713 quận huyện và 11.000 xã phường thị trấn. Về vấn đề kinh tế tại đặc khu, trên báo Thanh Niên trang 6 có bài viết đặc khu phải giúp đột phá kinh tế. Có một sự khá tương đồng giữa Singapore với Phú Quốc là mô hình của đảo quốc này mà chúng ta có thể học hỏi khi xây dựng chính sách cho các đặc khu. Singapore có bờ biển, song quốc đảo này không chọn du lịch nghỉ dưỡng để phát triển du lịch mà dịch vụ tài chính, vận chuyển, trong đó casino là điểm sáng. Tại dự thảo luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt, casino được đưa vào danh mục các ngành nghề ưu tiên phát triển tại đặc khu Bắc Vân Phong ở Phú Quốc. Theo các chuyên gia, cần có quan điểm cởi mở hơn đối với các chính sách ưu đãi về thuế, tài chính tiền tệ, hàng hóa xuất nhập khẩu, chính sách về đất đai và xúc tiến đầu tư để các đặc khu này trở thành động lực thu hút đầu tư, tạo động lực phát triển kinh tế. Tiến sĩ Lưu Bích Hồ, nguyên viện trưởng Viện Chiến lược Phát triển Bộ Kế hoạch Đầu tư nhận xét trên thế giới đã có hàng ngàn đặc khu và rất nhiều đặc khu thành công. Quan trọng nhất là phải ban hành được luật riêng vượt ra khỏi mọi khung pháp lý hiện hành. Bộ Giáo dục và Đào tạo lên tiếng khẳng định là không cấm dạy ngoài sách giáo khoa, nhưng nhiều chuyên gia cho rằng là cách giải thích như vừa qua là không thuyết phục và cần được sửa sai kịp thời. Viết tiếp bài cấm dạy nội dung ngoài sách giáo khoa là do hiểu nhầm. Ngày hôm nay báo Tiếng Nói Việt Nam có bài viết sách giáo khoa sẽ không còn vị trí độc tôn. Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Huyền, Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nếu đọc kỹ công văn không chỉ sai về mặt câu chữ mà nghiêm trọng hơn là toàn đoạn chỉ đạo số 1 của công văn. Sai sót câu chữ không nghiêm trọng bằng việc hiểu sai về chương trình giáo dục, nội dung dạy học hay có thể nói là sai về tư duy. Bà Huyền cho rằng là ẩn sâu trong đó là sự nhầm lẫn trong cách hiểu các khái niệm cơ bản của giáo dục. Cả chỉ đạo liên quan kế hoạch giáo dục nhưng chỉ xoáy sâu vào sách giáo khoa, chẳng khác nào đồng nhất khái niệm chương trình giáo dục, nội dung dạy học với sách giáo khoa. Một chuyên gia giáo dục cho rằng khi dạy trên lớp tùy thuộc vào điều kiện và hoàn cảnh thực tế của học sinh, giáo viên được quyền dạy vượt hoặc là ngoài chương trình cơ bản hiện hành. Còn điều mà Bộ Giáo dục và Đào tạo cần cấm tuyệt đối chính là việc kiểm tra đánh giá thường xuyên có ghi điểm kiến thức khó vượt quá kiến thức kỹ năng của chương trình hiện hành. Bởi đã từ lâu vấn đề học thêm, học quá tải, nhồi nhét trong trường phổ thông gây bức xúc cho xã hội chính là ở việc đánh giá kiểm tra này. Trong phần tiếp theo của chương trình, xung quanh đề xuất công chức ở Thành phố Hồ Chí Minh không được mặc quần jean, áo thun hay nữ giới, nếu mặc váy thì phải dài qua đầu gối và không được mặc áo sát nách. Tại Mỹ, người di cư từ 11 quốc gia đang đối mặt với các rào cản mới từ chính quyền của ông Donald Trump. Tại Hàn Quốc, xu hướng chơi đồ chơi nhằm giảm stress của giới thanh thiếu niên. Thưa quý vị, vừa qua Thành phố Hồ Chí Minh ra đề xuất là cấm cán bộ công chức được mặc quần jean, áo thun khi làm việc. Và khi đề xuất này đưa ra thì có thể nói nó đã tạo nên một làn sóng tranh cãi trên mọi diễn đàn, đến nay vẫn chưa có hồi kết. Vâng, được biết đây là quy định được đưa ra bởi Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh
nằm chung trong bộ quy tắc ứng xử áp dụng cho cán bộ, công chức, người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố. Thế nhưng đây cũng không phải là đề xuất mới mẻ gì, bởi trước đó Giám đốc Sở Nội vụ Cần Thơ cũng từng đưa ra lệnh cấm đối với loại trang phục này. Cụ thể là không cho cán bộ mặc quần jean đi làm vì nó có nguồn gốc là trang phục của dân lao động chăn bò hay là chăn cừu. Vâng, đúng là khi muốn cấm bất kỳ một thứ gì đó thì chúng ta cần phải hiểu rõ định nghĩa của nó là gì, có nguồn gốc ra sao. Với trang phục quần jean thì theo từ điển cho biết nó chỉ là một cái quần thông thường làm bằng vải denim hoặc là cốt tông. Và chính vì vậy mà nhiều ý kiến cho rằng là đã cấm quần jean thì cũng phải cấm luôn cả quần kaki. Tóm lại là còn rất nhiều thắc mắc, khó hiểu xoay quanh câu chuyện cấm quần jean, áo thun ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, và trong câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay chúng tôi muốn mời quý vị đến với góc nhìn của một nữ tiến sĩ. Chị được mệnh danh là một sát thủ diệt đạo văn, nhưng cũng là một nghiên cứu viên, một giảng viên đại học có sự quan tâm đặc biệt đối với các vấn đề về văn hóa xã hội. Liệu với quần jean, áo thun và chuyện công chức thì nên mặc gì? Chị sẽ có những trao đổi như thế nào? Kính chào tiến sĩ Hà Thanh Vân. Câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay của chúng ta sẽ bàn về quy định mới nhất của Thành phố Hồ Chí Minh, đó là cấm công chức khi đi làm được mặc quần jean hoặc là áo thun. Là một người đặc biệt quan tâm đến những vấn đề văn hóa, rất yêu thích thời trang và cũng rất gần gũi với những bạn trẻ, những bạn sinh viên. Trước cái câu chuyện này thì cô sẽ có những chia sẻ ra sao ạ? Theo như tôi được biết thì đây mới chỉ là dự thảo, còn đang lấy ý kiến của mọi người chứ chưa đưa ra thành quyết định. Mà từ dự thảo đến quyết định thì chắc là cũng không còn xa lắm. Cho nên là tôi thấy là đây cũng là một cái trường hợp đặc biệt là thú vị. Nó cho thấy cái gì? Một cái tư duy có lẽ là cho đến ngày nay vẫn còn hơi cứng nhắc. Ngày nay thì theo cái đà phát triển của thời trang thì trang phục đó đã trở thành trang phục lịch sự rồi. Và khi mà nói những cấm mặc quần jean áo thun thì đồng thời là cũng phải cấm thêm nhiều thứ nữa. Ví dụ như là bản thân cái quần kaki hồi xưa đó, nó nguyên là đò để chống nóng mà là may cho lính. Dần dần nó cũng phát triển thành thời trang như ngày nay. Cho nên là nếu như cấm quần jean thì tôi nghĩ là phải cấm quần kaki và chỉ cho mặc quần tây thôi. Ban đầu quy định này xuất phát từ Cần Thơ và mới đây là Thành phố Hồ Chí Minh. Cô nghĩ sao khi mà quy định đưa ra cũng giống như là cá được gặp nước vậy, không ít người tỏ ra là đồng tình. Khác với như em nói thì cái người mà không đồng tình á thì đa phần thì lại là chính những người đang làm công chức. Bởi vì họ lý luận rằng là trang phục mà nó quá là chuẩn mực như thế, nó quá nghiêm túc như vậy thì đồng thời nó cũng sẽ gò bó vào người ta không có thoải mái. Nhất là khi mà làm việc công chức là phải làm ngồi suốt ngày trong vòng 8 tiếng đồng hồ, buổi trưa không được về nhà. Còn một cái dạng cái kín nữa, mặc cái gì cũng được miễn là đừng quá mất lịch sự. Thứ hai nó là quan trọng là cái thái độ phục vụ của công chức đối với người dân như thế nào. Nếu như mà mặc đồ nghiêm túc nhưng mà phục vụ dân không ra sao thì nó cũng sẽ chẳng khác gì là hành dân hay theo thủ tục hành là chính cả. Vâng, qua những gì cô chia sẻ thì tôi lại nhớ tới câu chuyện của trường Đại học Cửu Long. Họ cũng đưa ra một cái quy định, đó là cấm giảng viên, sinh viên, cán bộ trong nhà trường khi đi làm, đi học là được mặc quần jean. Thế nhưng chỉ sau đó vài ngày thôi thì đâu lại vào đấy. Và dường như quy định đưa ra ngay lập tức bị bãi bỏ vì quá khó để thực thi. Với quy định mới nhất này ở Thành phố Hồ Chí Minh, liệu sẽ dễ rơi vào cái hoàn cảnh tương tự không ạ? Cái chuyện của Đại học Cửu Long mà được lên báo nên nhiều người biết. Còn bản thân tôi đi dạy dưới đó rồi thì tôi thấy là đúng là cũng cái thời điểm đó tôi đi dạy ở dưới á, thì cảm nhận thấy là một cái luồng ý kiến phản đó rất là dữ dội. Sinh viên không làm theo. Cho nên là cái quy định nó cuối cùng là phải bỏ. Cuối cùng là mọi người bảo là ở trong trường mà đi ngồi học cả ngày để lê la sân trường thì không thể nào mà mặc một cái bộ đồ nó nghiêm túc quá, phải mặc bộ đồ sao nó thoải mái nhất, tiện lợi nhất. Ở nhiều quốc gia văn minh tiên tiến thì họ cũng có cái quy định là đồ nghiêm túc trong công sở, nhưng mà thường chỉ nghiêm túc ở cái bộ phận mà tiếp xúc nhiều với người dân thôi. Ví dụ như ở tòa thị chính, nơi đăng ký kết hôn, tòa án, vân vân thì mặc đồ rất là nghiêm túc. Nhưng mà cần những người mà làm cái công việc mà có thể lui về sau hậu trường một chút, không tiếp xúc với dân thì vẫn có thể là mặc đồ thoải mái được. Vâng, một câu hỏi hơi cá nhân là trong quá trình cô đi dạy ở các trường thì không biết là trang phục mà thường được cô ưu tiên lựa chọn là gì? Và trong số những cái sinh viên trong những lớp mà cô Vân giảng dạy thì không biết là trang phục của các bạn có khi nào cũng rơi vào những cái trường hợp phản cảm mà khiến cho những giảng viên như cô cũng cảm thấy nhức nhối không ạ? Tôi nghĩ rằng bây giờ với cái đời sống ngày một nâng cao như thế, tôi đi dạy nhiều trường như vậy và tôi thấy đặc biệt đó là sinh viên mặc đồ chưa thấy có trường hợp nào phản cảm cả. Bây giờ nhận thức của con người về thời trang nó khác ngày xưa rồi, không thể nào mà đóng khuôn cho một cái khuôn khổ như thế.
tôi lên lớp thì tôi đặc biệt là ưa chuộng áo dài cách tân bởi vì nó thoải mái, hoặc là mặc váy. Quần jean thì sao ạ? Quần jean thì luôn luôn mặc khi mà tham gia hoạt động ngoại khóa hay là những cái buổi học hành. Không ít những người bạn của tôi đang sinh sống ở nước ngoài, họ cũng cảm thấy khó hiểu và họ đặt ra rất nhiều những cái dấu hỏi là tại sao lại có những quy định ngặt nghèo như vậy. Bởi nói gì thì nói, quần jean bản thân nó không có tội. Vậy với quy định này thì theo tiến sĩ Hà Thanh Vân, liệu nó có khả thi hay không? Rất là khó khả thi. Bởi vì thế này là cái quy định nó đưa ra như thế nhưng mà nó chưa có đi kèm với các biện pháp chế tài. Tức là đi nếu như đã đưa ra một cái quy định thì phải quy định rõ là nếu như làm sai thì sẽ bị kèm điểm những gì, phạt những gì. Còn lần này về đưa ra một cái lệnh cấm mà không có chế tài và cấm nên và cấm như thế nào, cơ quan nào áp dụng cũng cần phải nói rõ. Vì sao đồ jean lại không nên là trang phục được lựa chọn khi mà tới công sở? Và đôi khi những trang phục jean đó có thể cũng được biến tấu một cách quá đà, gây phản cảm. Có lẽ chúng ta cũng rất cần một quy định, nhưng là một quy định để đánh vào ý thức của mỗi người hơn là một quy định đặt ra mà chưa có những điều luật chặt chẽ. Cô sẽ nói sao với điều này? Và tôi cũng rất muốn nhắc lại một cái ý kiến, đó là rõ ràng quần jean không có lỗi, lỗi ở cái đầu ạ. Đúng rồi, lỗi là cái đầu chứ không phải lỗi ở quần jean đó thôi. Nhưng mà tôi thì ta vẫn giữ quan điểm như thế này nè, tức là giáo dục con người mới là điều quan trọng. Chứ còn bây giờ mà quy định là không mặc quần dây lá thun đến công sở, cho mặc quần tây với áo sơ mi, mặc một áo sơ mi quá mỏng hay là màu hay là hoa huyết hay là hình vẽ quá dị hợm thì rõ ràng là nó cũng không nên chút nào, đúng không? Những cái quy định như vậy tôi nghĩ là nó mang tính hình thức mà thôi. Quan trọng nhất là mình nâng cao ý thức thẩm mỹ của mọi người để xem, để cho mọi giáo dục cho mọi người biết thế nào là lịch sự và thế nào là trong giới hạn thôi. Và các bạn có thấy là trên thế giới là có những cái quốc gia mà rõ ràng là trình độ thẩm mỹ của người dân cũng rất là cao và rất là đẹp. Ví dụ như là không nói đâu xa, ví dụ như là những cái quốc gia lân cận Việt Nam, ví dụ như là Hàn Quốc hay Nhật Bản, người dân mặc đồ trang phục cũng rất là đẹp và lịch sự, không hề phản cảm chút nào. Hay là như tôi sang Trung Quốc thì tôi thấy là người dân Trung Quốc bây giờ mặc đồ cũng rất là đẹp, rất là lịch sự. Họ nói với tôi là do nhờ giáo dục, ý thức giáo dục toàn dân, tất cả mọi người cùng lên tiếng, từ nhà trường, từ xã hội, từ các cơ quan truyền thông đại chúng, từ thầy cô, từ cha mẹ, tất cả đều có một chung một cái quan niệm là phải giáo dục con người để cho con người ta có ý thức về cái thế nào là thẩm mỹ. Chứ còn quy định thì tôi nghĩ là quy định nó chỉ có tính chất là bắt ép và nhất thời thôi. Và quy định đặt ra thì người ta cũng có thể dễ dàng bãi bỏ. Rất cảm ơn tiến sĩ Hà Thanh Vân với những chia sẻ vừa rồi ạ. Trong phần tiếp theo của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu xem ngày hôm nay sẽ có những thông tin sự kiện nào đáng chú ý. Ngày hôm nay, báo Diễn đàn Doanh nghiệp Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp 2017 với chủ đề Kiến tạo môi trường cho doanh nghiệp tư nhân phát triển tại Hà Nội. Diễn đàn sẽ đưa ra các giải pháp tháo gỡ rào cản về chính sách đầu tư và môi trường kinh doanh để khuyến khích, thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển ngày càng ổn định và vững chắc, đóng góp vào sự phát triển chung của nền kinh tế nước nhà. Từ ngày hôm nay đến ngày 3 tháng 11, giải Futsal vô địch Đông Nam Á Cúp HD Bank 2017 diễn ra tại nhà thi đấu Phú Thọ, thành phố Hồ Chí Minh. Đội tuyển Futsal Việt Nam nằm ở bảng A cùng với Myanmar, Brunei, Philippines và Indonesia. Giải đấu là vòng loại của giải vô địch Futsal châu Á 2018 và cũng là bước tạo đà để các đội tuyển hướng tới vòng chung kết Futsal thế giới 2019. Đây là lần thứ 3 Việt Nam đăng cai, hai lần trước là năm 2009 và 2010. Ngày hôm nay và ngày mai, Ngày hội Cà phê Mai Sơn 2017 và lễ công bố chỉ dẫn địa lý cà phê Sơn La sẽ được tổ chức tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Đây là lần đầu tiên Ngày hội Cà phê được tổ chức tại tỉnh Sơn La với các hoạt động như trưng bày giới thiệu các sản phẩm địa phương, tham quan trải nghiệm vườn cà phê. Ngày hôm nay, bộ phim Thung lũng hoang vắng sẽ được chiếu tại hãng phim Truyện Việt Nam số 4 Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội. Đây là một trong những bộ phim gây tiếng vang lớn của nữ đạo diễn Việt Nam Phạm Nhụy Giang. Phim được ví như một bài thơ đậm tính nhân văn về sự hy sinh của ba thầy cô trên hành trình mang cái chữ đến với những em nhỏ khó khăn miền núi. Sau khi lệnh cấm tiếp nhận hầu hết người tị nạn vào Mỹ trong 120 ngày vừa hết hiệu lực, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang chuẩn bị thực hiện các biện pháp rà soát chặt chẽ hơn đối với những người muốn xin tị nạn từ 11 quốc gia. Cuối năm 2016, thì hầu hết công dân của Ai Cập, Iran, Iraq, Libya, Mali, Triều Tiên, Somali, Nam Sudan, Sudan, Syria, Yemen và Palestine được yêu cầu trải qua sàng lọc an ninh gắt gao hơn.
Các nguồn tin cho biết công dân của các nước này có thể sẽ tiếp tục nằm trong danh sách bị hạn chế nhập cảnh. Theo báo cáo của chính quyền Trump gửi tới Quốc hội, trước thông báo của chính phủ về các biện pháp kiểm soát người tị nạn mới, chính phủ Mỹ tiếp tục bày tỏ lo ngại về việc tiếp nhận công dân của 11 quốc gia đặc biệt được coi là có nguy cơ cao. Chính quyền Trump sẽ tiến hành rà soát trong 90 ngày để xác định những biện pháp bảo vệ bổ sung, nếu có, cần thiết, để đảm bảo việc tiếp nhận người tị nạn từ những nước này không gây ra mối đe dọa đối với an ninh và lợi ích của Mỹ. Bản báo cáo nói rằng, những người tị nạn từ các quốc gia không yêu cầu sàng lọc an ninh cao cấp hơn, được gọi là đánh giá tư vấn an ninh, sẽ tạm thời được ưu tiên hơn 11 nước trên vì quy trình giải quyết có thể không tốn nhiều nguồn lực. Ngoài ra, chính quyền cũng sẽ trì hoãn chương trình cho phép một số người tị nạn đã tái định cư ở Mỹ được đoàn tụ gia đình. Việc nhập cảnh của những người này sẽ được tiếp tục một khi các biện pháp sàng lọc tăng cường đã được thực hiện. Những thay đổi này được đưa ra trong bối cảnh lệnh cấm người tị nạn trong 120 ngày của Tổng thống Donald Trump hết hiệu lực vào ngày 24 tháng 10. Ông Trump đã ban hành một sắc lệnh hành pháp cho phép nối lại chương trình tị nạn của Mỹ. Đây là việc cần thiết để bảo vệ quốc gia khỏi những kẻ khủng bố. Chúng tôi muốn mọi người hiểu điều này. Tổng thống Trump nhậm chức vào tháng 1 với mục tiêu cắt giảm số người tị nạn nhập cư theo các chính sách nhập cư cứng rắn, vốn là trọng tâm trong chiến dịch tranh cử của ứng viên Đảng Cộng Hòa năm 2016. Ông đã nhanh chóng ban hành lệnh cấm tạm thời đối với những người tị nạn và du khách từ một số quốc gia Hồi giáo. Hình ảnh một em bé Syria gầy gò đến trơ xương vì suy dinh dưỡng có lẽ sẽ có sức truyền cảm hơn vạn lời nói, bởi nó mô tả rõ nét nhất tình cảnh của những đứa trẻ không may sinh ra ở những quốc gia đang chìm trong xung đột. Và những hình ảnh như thế ngày càng trở nên phổ biến hơn ở các quốc gia đang có chiến tranh như Syria. Và hãy cùng chúng tôi tới thăm khu vực Đông Ghouta ở Syria để thấy được nạn đói đang hủy hoại nơi đây như thế nào. Tại vùng Đông Ghouta, ngoại ô thủ đô Damas, nạn đói đang hoành hành và hủy hoại cuộc sống nơi đây. Hầu hết các gia đình ở đây đều phải sống trong cảnh thiếu thốn, không có đủ trang thiết bị chăm sóc y tế, cơ sở vật chất cũng như sự khan hiếm lương thực thực phẩm. Hơn 1.100 trẻ em đang bị suy dinh dưỡng cấp tính, hàng trăm trẻ khác bị suy dinh dưỡng ở mức độ trung bình và hàng ngàn đứa trẻ khác có dấu hiệu thiếu hụt dinh dưỡng. Sữa cho bọn trẻ con ư? Thật xa xỉ. Thậm chí thuốc chữa bệnh cũng không có, chợ cũng không còn gì để mua. Ở đây chẳng còn lại gì cả. Mùa đông thì ngày càng cận kề, mọi thứ rồi sẽ tệ hơn thôi. Đông Ghouta là một trong 4 khu vực giảm leo thang căng thẳng được thiết lập vào hồi tháng 5 vừa qua dưới một thỏa thuận của các bên liên quan trong cuộc nội chiến Syria. Tuy nhiên, việc viện trợ nhân đạo hay vận chuyển nguồn nhu yếu phẩm cần thiết vào khu vực này vẫn còn gặp rất nhiều hạn chế. Sau 5 tháng hứng chịu hỏa lực khốc liệt, Marawi đã trở thành bãi chiến trường tan hoang. Lần đầu tiên trở về quê nhà để dọn dẹp thì một số người đã không kìm được nước mắt khi thấy thành phố và nhà cửa của họ bị tàn phá. Nhưng đó không phải là thách thức duy nhất. Gây dựng lại cuộc sống bình thường trong nỗi lo bom đạn còn sót lại sau cuộc chiến mới là điều khó khăn nhất mà những người Marawi đang phải đối mặt. Khi xung đột ở Marawi đang dần lùi xa, các giáo viên trường công lập được đào tạo bởi một tổ chức phi chính phủ đã tổ chức các lớp học đặc biệt cho người dân Marawi khi họ trở về quê hương. Tại đây, họ được học cách phân biệt các loại bom đạn khác nhau, từ đó có biện pháp an toàn khi phát hiện chúng. Điều này là rất quan trọng vì không ít người dân ở đây không biết về các loại bom này. Bằng những hình ảnh minh họa trực quan, sinh động, các giáo viên sẽ chỉ cho đồng nghiệp, người dân và học sinh cách xác định các loại mìn, lựu đạn, đạn súng cối và một số vũ khí khác cùng với các bước tiếp theo cần phải thực hiện sau khi phát hiện ra chúng. Hoạt động này đã được khởi động từ tháng 7 với sự tham gia của nhiều nhân viên xã hội tại các trường học và trung tâm sơ tán của Marawi. Việc này sẽ giúp cho các bậc cha mẹ hiểu biết hơn và hướng dẫn con mình không động chạm hay đến gần những quả bom nguy hiểm. Hiện tại, với quy mô tàn phá quá lớn, tới 1/2 diện tích thành phố, Marawi vẫn chưa sẵn sàng để chào đón người dân trở về, nhất là ở nửa phía đông hoang tàn của Marawi, hiện mới chỉ có lác đác thường dân xuất hiện. Các quan chức chính phủ và nhân viên cứu trợ cho biết chương trình tái định cư trị giá hàng tỷ đô la Mỹ sẽ mất nhiều năm để hoàn thành. Ngày càng ít người dân Hàn Quốc mặc trang phục truyền thống Hanbok vào các dịp lễ Tết vì họ cho rằng nó không tiện cho công việc hàng ngày. Hàn Quốc đang nỗ lực để khuyến khích người dân mặn mà hơn với bộ trang phục này.
Và để khuyến khích người dân duy trì trang phục truyền thống thì đã nhiều năm nay, các cung điện hoàng gia tại thủ đô Seoul cho phép du khách mặc trang phục hanbok vào thăm mà không mất phí. Tuy nhiên, theo những nhân viên tại đây thì số lượng du khách đến thăm mặc bộ trang phục này rất ít ỏi. Vì thế, Hàn Quốc mới ra yêu cầu bắt buộc khách du lịch phải mặc hanbok ở các khu vực quy định. Tại những cung điện ở Hàn Quốc, trước đây, khách du lịch chỉ được khuyến khích mặc đồ hanbok. Tuy nhiên hiện nay, đây là một yêu cầu bắt buộc. Tôi đã xem rất nhiều bức hình ở đây với hanbok. Bản thân tôi cũng thích được trải nghiệm cảm giác trong trang phục cổ này, nên tôi rất thích. Bên ngoài các điểm du lịch lớn như Insadong, Hoàng Cung Gyeongbokgung, làng Bắc Trơn Hanok, có rất nhiều điểm cho thuê hanbok và trang điểm. Nếu mặc hanbok vào các khu vực du lịch này, khách du lịch sẽ được miễn phí hoặc giảm giá tiền. Hiện nay, Hàn Quốc đang nỗ lực vực dậy trang phục truyền thống hanbok. Theo truyền thống của Hàn Quốc, năm mới là dịp các thành viên trong gia đình diện bộ hanbok đẹp nhất. Nhưng truyền thống ấy đang dần phai nhạt khi ngày càng ít người dân Hàn Quốc thể hiện sự thích thú với trang phục này. Nhiều nhà tạo mẫu ở Hàn Quốc đang kết hợp thiết kế giữa truyền thống và hiện đại nhằm giúp cho các mẫu hanbok bớt rườm rà hơn. Cô bé Gitanjari Rao, 11 tuổi, học lớp 6 ở tại Lone Tree, Colorado của Mỹ, vừa giành được giải thưởng thử thách nhà khoa học trẻ danh giá dành cho các nhà khoa học trẻ với phần thưởng là 25.000 đô la Mỹ. Nhờ phát minh ra thiết bị phát hiện nước nhiễm trì nhanh và rẻ, Gitanjari đã được vinh danh là nhà khoa học trẻ hàng đầu của Mỹ. Gitanjali Rao đã phát triển thành công hệ thống có thể nhanh chóng phát hiện trì trong nước uống. Hệ thống kiểm tra này có thể kết nối với smartphone qua Bluetooth để hiển thị chính xác lượng trì trong nước uống. Hiện tại, đo kiểm trì vẫn dùng phương pháp kiểm tra dài, có thể cho kết quả nhanh chóng nhưng không đáng tin cậy, hoặc gửi mẫu nước tới phòng thí nghiệm sẽ tốn thời gian và chi phí đắt đỏ. Được đặt tên Tethys theo vị thần nước của Hy Lạp, hệ thống kiểm tra sẽ cho kết quả chính xác hơn và có chi phí rẻ hơn nhiều. Tethys sử dụng ống kiểm tra. Bên trong chứa các ống nano carbon nhỏ có khả năng phát hiện trì. Ống kiểm tra kết nối với thiết bị để đọc lượng trì, rồi sau đó gửi kết quả từ smartphone qua kết nối Bluetooth. Gitanjali hy vọng có thể cải thiện hơn nữa những khả năng hoạt động của Tethys để một ngày nào đó có thể phân phối cho cộng đồng bị ảnh hưởng. Giải thưởng thử thách nhà khoa học trẻ còn trao thưởng cho các em có giải pháp chữa trị bệnh Alzheimer, giải pháp năng lượng tái tạo và ứng dụng giao tiếp hiệu quả giữa máy tính để bàn và thiết bị di động. Trong một dự án khoa học đại chúng độc đáo có 102 tại Thụy Sĩ thì máy móc có thể điều khiển bằng ý nghĩ của chúng ta. Dự án là một sự kết hợp giữa khoa học, công nghệ và thiết kế, nhưng các nhà nghiên cứu cho rằng nó có tiềm năng ứng dụng vô cùng lớn. 4 cỗ máy bánh răng tưởng chừng vô cùng đơn giản, nhưng chúng lại được điều khiển bằng suy nghĩ của các tình nguyện viên. Chiếc máy giải phóng sóng não hoạt động của chúng ta để xác định ý định của người dùng và truyền tải thông tin đó tới máy tính. Máy có thể học được cách đọc sóng não của một cá nhân một cách nhanh chóng, thông thường bằng cách yêu cầu người tình nguyện tưởng tượng việc mở và đóng bàn tay. Bằng cách giao tiếp trực tiếp thông qua hoạt động của não, chúng ta có thể mở ra một cách tương tác mới với máy móc. Nó có thể được sử dụng trong việc xây dựng các thiết bị hỗ trợ và phục hồi chức năng cho người khuyết tật và bại liệt. Hơn thế nữa, trong tương lai, con người có thể trực tiếp trở thành trung tâm của mọi loại công nghệ. Hoạt động trí não sẽ tương tác với thế giới vật chất xung quanh theo những cách bây giờ chúng ta còn chưa thể tưởng tượng được. Dự án này sẽ bắt đầu tại nhà máy sản xuất ý tưởng tại Thụy Sĩ và đi đến Mỹ vào năm tới. Tất cả dữ liệu thu được từ cuộc thử nghiệm 7 tháng này sẽ được sử dụng nhằm cải thiện công nghệ máy đọc sóng não. Rừng Amazon, lá phổi xanh của nhân loại, đang đứng trước những mối đe dọa bị tàn phá và hủy hoại nghiêm trọng, đặc biệt là nguy cơ bị xâm lấn lãnh thổ từ các tập đoàn khai khoáng quốc tế. Theo đó, thì để có thể bảo vệ lá phổi xanh này, các chiến binh của bộ tộc cổ xưa Wayapi đã mài sẵn diều chiến và tẩm độc cung tên chờ kẻ địch tới. Wayapi là bộ lạc cổ xưa sống tại khu bảo tồn Genka trong rừng rậm Amazon, Brazil. Cư dân của bộ lạc Wayapi đang đối mặt nguy cơ mất địa bàn sinh sống do hoạt động của các tập đoàn khai mỏ quốc tế. Sống giữa rừng rậm và sông nước, với biên giới là tháp canh trên những ngọn cây, người Wayapi hành xử theo luật lệ riêng của họ.
Trang bị sẵn rìu, cung tên và những mũi tên sắc nhọn, người Wahabi đã sẵn sàng chiến đấu, chống lại bất kỳ kẻ xâm lấn nào. Chúng tôi không muốn họ khai thác mỏ trên địa bàn sinh sống của chúng tôi, không muốn họ phá hủy nơi đây. Chúng tôi sẽ chiến đấu để bảo vệ ngôi nhà của mình. Để đối phó với những nguy cơ sắp đến, người Wahabi lập ra những tiền đồn ở rìa lãnh thổ. Trước đó, chính phủ Brazil đã tuyên bố hạn chế việc khai thác ở khu vực bảo tồn ở rừng Amazon, trong đó có địa bàn của bộ lạc này. Mặc dù vậy, nhiều người lo ngại lãnh thổ của họ bị phá hoại bởi những con người của thế giới văn minh. Bộ lạc Wahabi được phát hiện vào thế kỷ 18. Tuy nhiên, bộ lạc này chỉ có những liên hệ đầu tiên với chính quyền Brazil vào thập kỷ 70. Nhằm động viên những phụ nữ có thân hình quá khổ tự tin hơn trong cuộc sống, quốc gia Guatemala đã tổ chức cuộc thi hoa hậu dành cho những phụ nữ ngoại cỡ. Đây là lần đầu tiên cuộc thi hoa hậu kiểu này được tổ chức tại quốc gia Trung Mỹ. Trong một quán cà phê nhỏ ở thủ đô Guatemala City, những người phụ nữ mũm mĩm này đang tập dượt cho một cuộc thi đặc biệt, hoa hậu quá khổ. Trong chiếc váy đen ngắn, Melissa Rus, một bà mẹ đơn thân 38 tuổi, tỏ ra vô cùng hào hứng khi được chọn tham gia cùng với 15 ứng cử viên khác cho cuộc thi. Chính các con của tôi đã động viên và khuyến khích tôi tham dự cuộc thi. Chúng là những người ủng hộ tôi. Theo lịch trình, vòng chung kết cuộc thi hoa hậu ngoại cỡ lần thứ nhất ở Guatemala sẽ được tổ chức vào ngày 26 tháng 11 tới tại thành phố Antigua, Guatemala. Có tổng cộng 16 thí sinh ở độ tuổi từ 16 tới 50 được lựa chọn sau các vòng tuyển chọn. Theo ban tổ chức, mục đích chính của cuộc thi là nhằm động viên những người thừa cân biết quan tâm, chăm sóc và yêu lấy vẻ đẹp của mình. Từ kinh nghiệm của tôi, họ là những người phụ nữ mạnh mẽ và sôi nổi. Họ muốn tiến lên phía trước và đầy tự tin bất kể khổ người hay cân nặng của họ ra sao. Cho tới nay, cuộc thi Hoa hậu dành cho phụ nữ quá khổ được tổ chức ở khá nhiều quốc gia, chẳng hạn như Pháp, Brazil, Mexico, Peru. Người dân ở thủ đô Manila của Philippines vừa được thưởng thức màn trình diễn thời trang đặc sắc tại cuộc thi hóa trang Halloween dành cho thú cưng. Đây là một trong những hoạt động thường niên do Tổ chức Bảo vệ Động vật Philippines PAVFS tổ chức nhằm nâng cao ý thức của mọi người về bảo vệ quyền của các loài động vật. Tham gia cuộc thi hóa trang năm nay có khoảng 70 con thú cưng, gồm chó, mèo và cả chuột lang. Chúng được chủ nhân của mình khoác lên người bộ trang phục của các nhân vật trong các bộ phim nổi tiếng như Người đẹp và Quái vật, Cối xay gió đỏ. Màn trình diễn đầy màu sắc trên nền nhạc sôi động của những thí sinh đặc biệt này đã mang đến cho khán giả những tràng cười sảng khoái. Không chỉ những thí sinh bốn chân mà chủ nhân của chúng cũng hóa trang và tham gia biểu diễn cùng với thú cưng của mình. Chúng tôi thường xuyên tham gia những sự kiện như thế này để nhằm kêu gọi mọi người nâng cao ý thức bảo vệ và đối xử tốt với vật nuôi. Ban tổ chức cũng bày tỏ hy vọng qua những sự kiện như vậy, mọi người sẽ nhận nuôi nhiều con vật đáng thương bị chủ bỏ rơi hơn. Hát karaoke hay hình thức khác mà không có dàn nhạc sống đã được người Nhật phát minh vào thập niên 70. Theo thời gian thì cách giải trí đơn giản vui tươi này đã dần phổ biến tại nhiều quốc gia trên thế giới. Và để thu hút khách hàng thì nhiều dịch vụ karaoke đã sáng tạo ra những nét mới, chẳng hạn như là hát karaoke với các ca sĩ nổi tiếng hay là hát trên các chuyến xe buýt. Riêng ở tại thành phố Cologne của nước Đức, nơi mà đa số mọi người đều đam mê ca hát, một hình thức hát karaoke khác đang được yêu thích, đó là hát karaoke tập thể. Đây không phải là buổi tập luyện của một dàn hợp xướng, mà là một nhóm người đang hát với nhau theo hình thức hát karaoke. Để giúp khách hàng dễ dàng bắt nhịp với bài hát, nghệ sĩ Katrine Hopker thường đánh đàn và chọn những bản nhạc có giai điệu quen thuộc để hát. Chính vì vậy, dịch vụ của cô bao giờ cũng đông khách. Ở Cologne có một việc mà mọi người quyết định rất dễ dàng, đó là hát với nhau theo hình thức này. Chỉ cần 2 giây là mọi người đã đồng ý. Trong khi đó, người dân ở các nơi khác thường mất nhiều thời gian nghĩ ngợi. Cologne là thành phố tuyệt vời cho hoạt động ca hát và biểu diễn âm nhạc. Các buổi hòa nhạc cho phép khán giả cùng hát tại đây luôn bán hết vé rất nhanh. Nhờ có màn hình lớn hiển thị lời bài hát nên bất cứ ai cũng có thể xem và hát theo dễ dàng. Dịch vụ này rất vui và giúp đầu óc tôi hoàn toàn thư giãn. Dịch vụ này dường như chỉ có ở Cologne. Với những người yêu thích ca hát, những dịch vụ hát karaoke tập thể dạng này có thể mang lại những trải nghiệm tuyệt vời.
Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.